thật thà. Mình luôn đối xử vị tha với người, xây cho có được cuộc đời nên toàn hạnh đức, vậy thời mới ngoan. Đạo là phương tiện dẫn dựng nên từ
rực ánh quang, điện quang thanh nhẹ băng qua tình đời. Tâm linh dù chưa tuyệt vời nhưng hồn thanh nhẹ mở lời từ bi, làm thơ tự khắc tự ghi giúp cho giảm bớt sân si lần lần. Thời gian đã tới lúc cần để cho nghệ sĩ góp phần dừng xây lời thầy ý nhẹ dẹp xóa ác ôn, thanh thanh dịu dịu dục hồn mở tâm, nghe đờn nghe hát tâm suy tại sao nghệ sĩ lại đi vào thiền. Nghệ sĩ đâu Phật tiên, bây giờ đã biết tham thiền cho nên góp sức giải phiền, giúp vui là để rèn trui ở vì mà tâm chẳng siêu. Vào thiền tâm thức biết nhiều điều hơn, vào thiền tự giải cô đơn, vào thiền thoải mái chẳng hờn quán ai, cho nên nghệ sĩ Hãy subscribe.
Đây nhiều nước quá. Với cánh cửa nha các bạn. Đó luôn. Rồi hiện tại chiếc xà lan đã bị mất đà. Và tài công cố gắng cho tiến lên. Chạy